gia đình là nơi mà ai cũng muốn về. Cuộc sống luôn có những lần ta phải đánh đổi, và sự ưu tiên lớn lao nhất hãy luôn là gia đình của mình. Hãy tận dụng thời gian quý báu của mình với những người thương yêu nhất của bạn. Có thể sau này bạn có nhiều thời gian hơn, nhưng bạn sẽ hối tiếc rằng ngày ấy chỉ cần bạn bỏ ra chút thời gian thôi. Đôi khi chỉ là 5 phút ngắn ngủi, bạn đã có thể ngắm nhìn những người yêu thương thêm một chút rồi. Hãy hiểu rằng cả sự yêu thương lẫn sự tức giận đều không có giới hạn. Vậy nên đừng để sự nóng giận tức thời làm bạn phải hối hận cả đời. Chúng ta sau này sẽ trải qua nhiều chuyện chúng ta phải đánh đổi mới có được. Nhưng có thể phải mất cả cuộc đời, chúng ta mới nhận ra rằng đến cuối cùng thì nơi bình yên nhất chỉ có thể là nhà. Nơi mà ta có tuổi thơ, có những tháng ngày vô lo, vô nghĩ. Bạn có nhớ lần cuối cùng bạn ôm mẹ mình hay được mẹ ôm là khi nào không? Đơn giản chỉ là một cái ôm. Hãy ôm ba mẹ bạn và để họ ôm bạn vào lòng một cách trìu mến khi còn có thể. Bởi rồi sẽ có một ngày, bạn sẽ không còn cảm nhận vòng ôm ấm áp ấy nữa. Hãy tận dụng khoảnh khắc hiện tại. Bạn nên hiểu rằng trong lòng cha mẹ, cho dù sau này bạn là ai, dù bạn trở thành người phụ nữ của người khác, hay bạn cũng đã trở thành một người cha, thì bạn sẽ luôn là những đứa trẻ cần được bảo vệ, chăm sóc trong lòng họ. Cha mẹ là người tận lực nuôi dưỡng chúng ta trưởng thành. Họ luôn mong muốn chúng ta có một tương lai tốt hơn, có cuộc sống đầy đủ hơn, hạnh phúc hơn. Người ta nói, nhà là nơi chúng ta bắt đầu ra đi, cũng là nơi cuối cùng mà ai cũng ao ước được trở về. Kết thúc chuyến đi dài và trở về nhà, bởi nơi đây, ngôi nhà này là nơi duy nhất mà tôi có thể thoải mái là chính mình, không cần lớp son phấn. Đến bây giờ, nhận ra mười mấy năm đi học, mười mấy năm được quan tâm chở che thực sự rất ngắn. Còn thời gian phải cô độc, phải chiến đấu với cuộc sống ngoài kia thực sự rất dài và khốc liệt. Ngày xưa, nghe ba mẹ mắng thì giận dữ, nghĩ ba mẹ không thương mình. Giờ nghĩ lại mới biết còn được nghe mắng, chứng minh rằng ít nhất còn có người để ý tới mình. Rồi sau này, con sẽ gặp gỡ và yêu thương nhiều người. Mỗi người yêu thương lại con theo những cách khác nhau. Cũng có thể một ai đó sẽ nói yêu con suốt đời, hứa hẹn thật nhiều với con, nhưng rồi nhẹ nhàng quay lưng bước đi trong một buổi chiều nắng nhạt nào đó. Chúng ta không dám chắc tình yêu đôi lứa có thể trường cửu hay không, nhưng ít nhiều chúng ta được an ủi bởi tình thương của gia đình. Tình thương của cha mẹ thì ngược lại, càng yêu càng sâu đậm. Chỉ có gia đình mới có thể mang tới cho chúng ta cảm giác an toàn, vững chắc nhất. Gia đình là nơi sẵn sàng bao dung cho những tật xấu của bạn, nhưng luôn hy vọng bạn có thể trở nên tốt hơn. Hãy dành thời gian để quan tâm và chăm sóc cha mẹ của bạn, bởi không ai yêu thương con bằng cha mẹ. Nếu làm điều vô tâm, đáng xấu hổ, thì sẽ có lúc trong cuộc đời, điều mà bạn cảm thấy sẽ là sự cô đơn trống trải, đó là sự day dứt. Hãy yêu thương cha mẹ khi bạn còn có thể. Gia đình là một nơi mà chúng ta nên trân trọng nhất, bởi đấy là nơi chúng ta sinh ra và lớn lên, cả tuổi thơ của chúng ta gắn liền với nó. Đây cũng là nơi mà chúng ta nhận được tình yêu thương vô điều kiện, và nó còn là chỗ dựa vững chắc nhất cho mỗi chúng ta. Gia đình là nơi mà sau này chúng ta sẽ muốn về nhất. Vì thế chúng ta hãy biết yêu thương và quý trọng những khoảnh khắc chúng ta đang có với gia đình. Đừng để có nhà mà không thể về. Không một gia đình nào là hoàn hảo tuyệt đối. Chắc chắn sẽ vẫn có cãi vã, vẫn có mâu thuẫn, thậm chí là sự lạnh nhạt trong một thời gian rất dài. Nhưng đến cuối cùng, gia đình vẫn là gia đình. Ba mẹ là ba mẹ. Gia đình là nơi tình yêu luôn hiện hữu. Nó đến từ cha mẹ bạn, từ anh chị em của bạn. Hãy lấp đầy ngôi nhà bằng tình yêu thương, gia đình, nơi chốn yêu thương. Mỗi việc cha mẹ làm cho bạn đều không thể đổi được bằng tiền bạc. Đó là thứ tình yêu bạn không thể diễn đạt hết bằng lời. Do đó, hãy ghi nhớ nó trong lòng hết cuộc đời. Thứ tình cảm này rất bình dị, vì nó đã có sẵn và ngấm vào máu thịt. Sống chết cũng vẫn là gia đình. Đừng xem nhẹ thứ tình yêu thiêng liêng trong sáng này. Đừng vì nó quá hiển nhiên mà quên dần đi bạn nhé.
Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi tới địa chỉ email blogradio@vnnplus.vn. Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Blog Radio phát thanh xúc cảm của bạn.